Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Spyroom News, nơi chúng mình sẽ gặp nhau hàng tuần để điểm xem tuần vừa qua có những thông tin gì đáng chú ý cả ở trong và ngoài nước. Và để tiếp tục series này cũng như là bắt đầu số thứ 5, chúng ta hãy cùng đến với một vài thông tin đáng chú ý xảy ra trong nước trong tuần vừa qua nhé. Để bắt đầu Spyroom News tuần này, hãy cùng đến với những thông tin quan trọng trong nước. Đầu tiên, nhà đài nói gì trước tranh cãi xung quanh chương trình Anh Trai Say Hi sử dụng hình ảnh quả địa cầu không có Hoàng Sa Trường Sa? Chiều ngày 3 tháng 7, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh quả địa cầu bị cho là thiếu hình ảnh quần đảo Hoàng Sa Trường Sa xuất hiện trong tập 2 của chương trình Anh Trai Say Hi phát sóng hôm 22 tháng 6. Ngay sau đó, chương trình đã nhanh chóng cắt bỏ hình ảnh này ở bản phát sóng trực tiếp trên YouTube. Mặc dù vậy, hình ảnh vẫn được khán giả lan truyền, gây phẫn nộ dư luận. Vào tối cùng ngày, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV đã có thông báo chính thức về vấn đề này. HTV cho biết, Anh Trai Say Hi được đài phối hợp sản xuất, phát sóng với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và bản lĩnh của đàn ông Việt Nam, thể hiện thông điệp tinh thần dân tộc trong quá trình hội nhập, phát triển của đất nước. Hình ảnh quả địa cầu trong video chỉ mang tính biểu tượng nhằm thể hiện ý tưởng của đội ngũ sản xuất chương trình. Đoạn hình thể hiện quả địa cầu diễn ra nhanh và ở tỷ lệ rất nhỏ. Biểu tượng này không thể hiện đầy đủ thuộc tính của bản đồ vì không thể hiện rõ ranh giới hành chính giữa các quốc gia, vùng và lãnh thổ. Việc thông tin cho rằng hình ảnh quả địa cầu là bản đồ là chưa hề chính xác. Bên cạnh sự việc vừa rồi, Anh Trai Say Hi cũng vướng phải những làn sóng tranh cãi khác khi bị đặt lên bàn cân so sánh với một chương trình khác cùng format mang tên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhiều ý kiến cho rằng Anh Trai Say Hi đã ăn cắp format của Đạp Gió Bản Nam ở Trung Quốc là Call Me By Fire, chương trình mà Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mua bản quyền. Thậm chí, Anh Trai Say Hi còn vướng nhiều tranh cãi liên quan đến đạo nhái vũ đạo. Đến với thông tin đáng chú ý thứ hai, ngân hàng Sacombank phải trả 47 tỷ đồng cho khách hàng bỗng dưng mất tiền trong tài khoản. Vào giữa năm 2022, tài khoản của bà Hồ Thị Thùy Dương mở tại phòng giao dịch Cam Ranh của Sacombank bỗng dưng mất gần 47 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, bà phát hiện có 9 giao dịch rút tiền mặt ngoài giờ hành chính và 3 giao dịch chuyển khoản không rõ người nhận. Tuy nhiên, bà Dương khẳng định không thực hiện các giao dịch trên bởi trong thời điểm đó, gia đình bà đang đi du lịch Phú Quốc. Sau nhiều lần làm việc thì đến tháng 4 năm 2023, ngân hàng đồng ý hoàn trả 20 tỷ đồng nhưng yêu cầu vợ chồng bà Dương phải đưa 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại tòa vào hôm 4 tháng 7, ông Vinh chồng bà Dương giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Sacombank phải hoàn trả tổng cộng 36 tỷ đồng cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Sau khi đã trừ đi 20 tỷ đồng phía ngân hàng trả hồi tháng 4 năm 2023, đại diện Sacombank bác bỏ tất cả các yêu cầu của vợ chồng ông Vinh, cho rằng 12 chứng từ rút gần 47 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương. Sau một ngày nghị án, hội đồng xét xử đã xác định các tài liệu, chứng cứ thể hiện lỗi thuộc về Sacombank. 12 chứng từ chứng minh số tiền gần 47 tỷ đồng bị rút là bản sao nên không có hiệu lực pháp lý. Ngoài ra, chủ tài khoản là bà Hồ Thị Thùy Dương không thực hiện 12 giao dịch trên bởi gia đình bà đang đi du lịch ở Phú Quốc và có những bằng chứng xác nhận cụ thể từ phía công ty du lịch. Về quy trình rút tiền, tòa khẳng định không có chính chủ tài khoản có mặt tại trụ sở phòng giao dịch thực hiện ngoài giờ, chuyển khoản với số tiền vượt quá hạn mức và mang chứng từ ra khỏi trụ sở ngân hàng trái quy định. Vì thế, Sacombank phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho khách hàng. Do đó, tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc ban đầu là 47 tỷ đồng. Số tiền lãi chậm trả tổng hơn 7 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại 2,3 tỷ đồng. Vào chiều cùng ngày, Sacombank phát đi thông báo sẽ tiếp tục kháng cáo trong thời gian tới. Bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên kỳ tích đạt thứ hạng cao nhất lịch sử. Chiều ngày 7 tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên bất ngờ rất lớn khi giành được chiến thắng trước đội tuyển Bỉ xếp thứ 13 thế giới với tỷ số 3-1 và giành huy chương đồng tại giải FIVB Challenger Cup 2024. Với kết quả này, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã được tổng cộng 6,3 điểm và leo lên hạng 32 thế giới với 112,73 điểm. Đây là vị trí cao nhất lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta chỉ kém đội xếp thứ 31 là Kazakhstan 0,16 điểm mà thôi. Tính ở khu vực châu Á, đội bóng chuyền nữ Việt Nam xếp thứ 5 sau các đội Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Kazakhstan.
Chuyển sang các tin tức nổi bật trong tuần vừa qua trên thế giới, hãy cùng Spyroom News đến với những thông tin về vị tỷ phú Elon Musk, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống Mỹ của ông Biden và những diễn biến tiếp theo của Euro 2024. Đầu tiên, Elon Musk là vị tỷ phú mất nhiều tiền nhất từ đầu năm 2024. Vị CEO nổi tiếng của Tesla, Elon Musk, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình giảm mạnh hơn bất kỳ vị tỷ phú nào khác trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo ước tính của Forbes, tài sản của Musk giảm gần 30 tỷ đô, từ 251,3 tỷ đô xuống còn 221,4 tỷ đô từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do một thẩm phán ở Delaware đã hủy bỏ gói thù lao kỷ lục của Tesla dành cho Musk trị giá 51 tỷ đô vào tháng 1. Nếu so với mức đỉnh tài sản mà CEO Tesla từng có là 320 tỷ đô vào tháng 11 năm 2021, thì ông đã mất khoảng 99 tỷ đô từ đó cho đến nay. Nếu Elon Musk là tỷ phú mất nhiều tiền nhất, thì vị tỷ phú kiếm được tiền khủng nhất nửa đầu năm 2024 là CEO Nvidia, Jensen Huang. Nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, tài sản của ông tăng thêm 64,1 tỷ đô trong nửa đầu năm 2024. Trên 30% thành viên đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden nên rút khỏi cuộc đua tranh cử. Khoảng 32% thành viên đảng Dân Chủ trong cuộc thăm dò cho biết ông Biden nên từ bỏ nỗ lực tái tranh cử sau cuộc tranh luận với ông Trump khi đã lắp bắp và không thể phản ứng mạnh mẽ trước các phát ngôn công kích từ đối thủ. Tuy nhiên, kết quả của một cuộc thăm dò Reuters IPSOS kết thúc vào ngày 2 tháng 7 cho thấy chỉ có bà Michelle Obama, vợ của cựu Tổng thống Barack Obama, vượt trội hơn ông Biden trong một cuộc đối đầu giả định với ông Trump. Bà Michelle Obama, tác giả cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2018 Becoming, đã nhiều lần nói rằng bà không có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ. Vậy nên, sẽ rất khó thành viên nổi bật nào khác của Đảng Dân Chủ có thể đứng ra để tranh cử Tổng thống Mỹ ngoài ông Biden. Thông tin đáng chú ý thứ 3, John Cena tuyên bố từ giã WWE. Ngày 6 tháng 7, John Cena bất ngờ xuất hiện tại sự kiện Money in the Bank ở Toronto và tiết lộ sẽ giải nghệ khỏi WWE sau WrestleMania 2025. Đồ vật 47 tuổi chia sẻ: "Tối nay, tôi chính thức tuyên bố giải nghệ khỏi WWE. Tonight, I officially announce my retirement from the WWE." John Cena cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả, những người đã theo dõi và ủng hộ suốt chặng đường sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của mình. Cena ký hợp đồng với WWE vào năm 2001. Sau đó, anh chuyển sang làm việc bán thời gian từ năm 2018 để có thể phát triển sự nghiệp diễn xuất. Trong sự nghiệp đấu vật ở WWE, ngôi sao 47 tuổi đã giành tổng cộng 25 đai vô địch các loại, 16 lần giữ đai hạng nặng thế giới. Bên cạnh sự nghiệp đồ vật lừng lẫy, John Cena cũng tạo được dấu ấn khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với một số bộ phim giải trí nổi tiếng như là Blockers, The Suicide Squad và không thể không nhắc tới Bumblebee hay là Fast and Furious 9. Tiếp theo là những thông tin về Euro 2024, xác định hai cặp đấu bán kết Euro 2024. Sau loạt trận tứ kết rạng sáng ngày 7 tháng 7, Euro 2024 đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết, Tây Ban Nha gặp Pháp và Anh đụng độ Hà Lan. Ở tứ kết, tuyển Anh đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu. Trong khi đó, tuyển Hà Lan đã lội ngược dòng trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết Euro lần đầu sau 20 năm. Trong quá khứ, Anh và Hà Lan đã chạm trán nhau 22 lần. Hai đội có thành tích đối đầu khá cân bằng khi Anh thắng 6, hòa 9 và thua Hà Lan 7 lần. Trước đó, Euro 2024 đã xác định được cặp bán kết đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Pháp. Tây Ban Nha từng 3 lần đăng quang ngôi vương Euro, còn Pháp có 2 lần lên ngôi. Cả Tây Ban Nha và Pháp đều là những ứng viên nặng ký cho ngôi vương tại Euro 2024. Xét về phong độ và lối chơi, Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh hơn. Về phía tuyển Pháp, họ chưa đáp ứng được sự kỳ vọng dù đang sở hữu dàn sao đắt giá. Tuy nhiên, Pháp vẫn chứng minh được bản lĩnh khi liên tiếp vượt khó để có mặt tại bán kết. Hey, và để đổi mới cho chuyên mục tin tức hàng tuần của chúng mình thì tuần này bọn mình có thêm một chuyên mục mới. Chuyên mục này có tên là tin tức. Tin tức ở đây là những cái tin mà các bạn không biết thì tức, mà nghe xong thì lại còn tức hơn. Và để kiểm tra xem là tin của bọn mình có tức thật không thì tuần này chúng ta hãy cùng đến với một thông tin cực kỳ hay. Đó là chúng mình sẽ đưa ra một mẩu tin để giúp các bạn
có thể biết được xem là mình nên xử lý thế nào khi bắt được kẻ trộm, để không bị rơi vào tình cảnh là bắt được kẻ trộm nhưng lại bị tố cáo ngược bởi vì hành vi cướp đoạt tài sản. Cụ thể vào ngày 3 tháng 7, Công an huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông đã nhận khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Thu Tê để điều tra tội cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 6, bà NTM đi xe máy đến tiệm tạp hóa của bà Tê. Lợi dụng sơ hở, bà M lấy trộm 2 cây thuốc lá điếu giấu vào cặp quần, dùng áo khác phủ bên ngoài thì bị bà Tê phát hiện. Bà Tê khi đó đã đánh bà M. Người làm của bà Tê dắt xe máy của bà M vào bên trong kho rồi đóng cửa lại. Sau đó, bà Tê yêu cầu bà M đưa ví, rồi lấy 200.000 đồng cùng giấy tờ chìa khóa xe, điện thoại di động của bà M. Tiếp đó, bà Tê yêu cầu bà M viết bản tường trình sự việc, đồng thời viết thêm nội dung bắt bà M bồi thường 10 triệu đồng thì mới cho về. Tiếp đó, bà Tê chụp hình bà M lại để bóc phốt, rồi gọi điện thoại tố giác hành vi của bà M đến công an xã. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định hành vi của bà chủ tiệm tạp hóa là tội danh cướp tài sản, nên đã thực hiện các thủ tục tố tụng nêu trên. Ui giời ơi, và đấy là hậu quả cho vấn đề thiếu đi những cái kiến thức cơ bản về luật pháp. Làm sao mà các bạn có thể trói người ta xong rồi tống tiền người ta như thế, mặc dù người ta là trộm đúng không? Một việc sai không thể che đậy đi một việc sai khác. Thế nên là anh em đừng có làm như thế, để rồi lần sau chính các bạn lại là nhân vật chính của chuyên mục tin tức đấy. Cảm ơn các khán thính giả đã cùng đồng hành với Spyroom News chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo vào thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Spyroom. Đây là Spyroom News, còn mình là Pink Dot. See ya!